nó có những cái thuốc gì nè? Banet hay cái gì đó, Banet hay nó đâu có hết đâu. Các chị sử dụng cái này. Boner 40T. Nhưng mà nó không bạch nè. Thì Boner 40T lúc trước là viên sủi bọt á, nó chỉ có một cái hoạt chất, cái nguồn gốc nó là Reptomycin. Đó nè, là kháng sinh. Đấy. Còn cái anh này là Reptomycin và cộng với lại Tetracycline. Tức như là anh Reptomycin là ở trong, anh này ở ngoài. Tất nhiên là nó hai nhóm vi khuẩn cộng và trừ, anh này anh chơi luôn. Và thử đâu quý vị tướng cái bàn thai này nó đứng cái thuốc dùng cực kỳ hay. Một gói về 12 lít nước. Các chị làm đi, tuyệt vời. Còn cái Boner dường như là nó trị những cái bệnh mà thối miệng là hay thôi, chứ còn thúi nhùng anh chị được, anh chị không được. Đó nè, hình tử là sắp tới các anh chị chơi cái dạng sinh học này. Tất nhiên là cái Reptomycin và Tetracycline mình uống được mà, đúng không? Thế thì những vết thương trầy này các anh chị là nó lỡ mũ này nọ, phải không này? Thì thường thường mình lấy uống Tetracycline để trừ rồi nó không là mũ. Đó nè, đấy. Hình tử ra là các anh chị ngừa cái bệnh thúi nhũng về cái này rất là hay, hoặc là trị bạc thang. Đấy, cái nào tôi sử dụng định thì tôi đưa lên cho các anh chị mình xài cho nó yên tâm. Trong đây có cái benzona thầy, cái tờ của thầy.